Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ show cho anh em về cái sự kiện Tết Nguyên Đán của các nước Đông Á. Ok, rồi chúng ta sẽ có những cái vật phẩm decor, rồi là tượng vàng, rồi là thẻ phiếu thưởng vạn năng ở trong cái sự kiện này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chi tiết. Đầu tiên là vòng quay may mắn với một cái ô hình vuông giống như là viện Tây, cái sự kiện viễn Tây. Thì chúng ta sẽ có ba cái vật phẩm để hỗ trợ cho anh em trong quá trình mà chúng ta đổ xúc sắc. Và cái việc lấy xúc sắc này thì chúng ta vẫn giống như các sự kiện khác thôi, chúng ta phải đánh hắc quạ ở trên bản đồ. Rồi đây là các mốc mà chúng ta có thể nhận được các vật phẩm. Đầu tiên là cái khung avatar nhìn rất là đẹp. Ngoài ra chúng ta sẽ có ba cái phần cấu kiện tinh chế của lục quân nhá. Thì các vật phẩm này chúng ta cũng có thể mua được ở trong các gói hàng đi kèm với cái sự kiện này. Thì đây là cái gói hàng đầu tiên là liên quan đến cái phần cung cấp cái xúc sắc. Và đây là cái gói hàng bổ sung sự kiện chào mừng năm mới. Và cái gói hàng nạp theo mốc thưởng vàng. Và cứ mỗi lần nạp được nhiều hơn thì chúng ta sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn. Ở đây chúng ta lưu ý sẽ có thêm một cái phong bao lì xì để dành tặng cho tất cả những người chơi ở trong clan hoặc là trong cái máy chủ của anh em. Ngoài ra thì chúng ta các mốc chúng ta cũng sẽ có các cái phần thưởng khác nhau. Còn đây là giá trị nạp theo 5 ngày, cũng giống như các sự kiện trước thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng xem chi tiết thêm những cái sự kiện khác của cái đợt event này. Đầu tiên là cái tiếp theo là cái sự kiện mà gửi thiệp chúc mừng năm mới. Thì cái thiệp này nó không giống như cái gửi thư cảm ơn giống như sự kiện trước, mà cái sự kiện này là anh em sẽ sử dụng các phong bao lì xì để đưa nó vào trong các cái cửa sổ chat của liên minh, của thành phố, của chiến trường hoặc của thế giới. Và 10 người chơi nhanh tay nhất, 5 người chơi nhanh tay nhất sẽ nhận được các cái phần thưởng tương ứng với những cái món đồ ở tương ứng với cái phong bao lì xì. Đại khái là nếu như anh em đã dùng Zalo thì đây chính là những cách mà áp dụng giống như cái Zalo đó. Chúng ta sẽ có hai loại phong bao lì xì, một phong bao lì xì bình thường và một cái dạng đặc biệt. Bình thường thì chỉ dành cho 5 người chơi thôi, nhưng còn dạng đặc biệt thì 10 người chơi đều có thể nhận được cái này. Và chúng ta cũng có một phần thông báo về cái phần phong bao lì xì mà mình có thể nhận được. Mỗi ngày thì mình nhận được 20 cái phong bao lì xì dạng bình thường và 10 phong bao lì xì đặc biệt. Còn đây là một loạt cái sự kiện diễn ra trong 5 ngày, mỗi ngày sẽ có những cái cụm nhiệm vụ khác nhau. Và đây là một trong số những cái nhiệm vụ free để chúng ta có thể nhận được cái đồ decor về cái cây tuyết nhá. Cây đúng rồi, cây tuyết. Cái này thì nó cũng giống như các cái sự kiện khác thôi, mình cũng không có gì để trình bày nhiều. Chúng ta cũng sẽ phải đánh hắc quả để chúng ta có thể kiếm được các cái lượt đổ. Và chúng ta cũng sẽ có một cái sự kiện showroom Percy rất là đặc biệt mới mà mình sẽ review cho anh em sau. Còn bây giờ sẽ là cái base skin nhìn rất là đẹp, rất là Đông Á, rất là châu Á. Và đâu đó nhìn nó cũng na ná, có cái nét đặc sắc của Việt Nam. Một cái biểu tượng nhìn rất là đẹp, nhờ hồ cá so với cái biểu tượng cây thông thì mình đánh giá cái này cao hơn. Tuy nhiên cái hiệu ứng liên quan đến phần đạn bắn của căn cứ cũng như là pháo phòng không thì nó là dạng nhiên mực màu đen, nhìn nó cũng không được đẹp lắm so với các cái biểu tượng khác hoặc là các cái hiệu ứng khác, nhìn nó cứ cùi cùi sao ấy, đúng không? Nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ có những cái vật phần thưởng rất là đẹp ở trong cái sự kiện này. Rồi có lẽ là cái clip của mình xin phép tạm dừng. À đây, còn một phần nữa là liên quan đến cái phần phong bao lì xì. Thì cứ mỗi người chơi gửi cái phong bao lì xì của mình vào trong cái khung chat thì nó sẽ có phần thông báo và mỗi ngày chúng ta sẽ có cái lượt nhận như thế này. Thì chúng ta nhớ check thường xuyên các cái kênh chat hàng ngày để người chơi người ta gửi thì chúng ta sẽ nhanh tay. Ai nhanh tay nhanh mắt thì sẽ có thưởng. Đấy, như anh em đang nhìn thấy đây là rất nhiều người chơi đã nhận được trước mình rồi. Mình thì mới vào cho nên là không có được những cái may mắn như thế này. Ok, rồi có lẽ là chúc mừng anh em một năm mới an khang thịnh vượng. Chúng ta giữ gìn sức khỏe để có thể chơi được trò chơi vui vẻ hơn nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.